Chú ơi, con chào chú ạ. À, chú chào con. Chú ơi, chú mua con cái bánh không ạ? À, chú không mua đâu, bây giờ chú có việc. Chú ơi, bánh này ngon lắm chú. Thôi nhà chú nhiều lắm rồi. Ngày nào chú cũng mua cho con làm gì nữa, lần nào cũng dạng. Ừ, vì con đi bán hàng mà. Chú ơi, chú thế chú cho con xin một ngụm nước với chú. Hôm nay ở đây khát nước quá, trời nắng. Từ sáng đến giờ con đi tắt hết cả mồ hôi rồi. Chú cho con xin một ngụm nước nhá. Ngày nào cũng xin nước. Không có nước, chú đi chỗ khác đi. Chú con xin một lần này nữa thôi. Không được, đi chỗ khác, chú khóa cửa rồi, thì chú đi làm đây. Vâng ạ, à, con cảm ơn chú, con chào chú ạ. À. Đi nhá. Ôi, khát nước quá. Ngày nào cũng đến xin nước. Trời, khát nước mà xin mãi. Người ta không trả cho thì cũng khổ. À, mình nghĩ ra cách rồi. Mình muốn subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.